Xin chào quý vị, hôm nay mình đang có ở đây chiếc iPhone 14 nhưng mà bên tay trái thôi, còn đây là bên tay phải mình đang cầm là con 14 Plus. Như vậy Apple là chọn Plus chứ không phải là Max, và mình sẽ trên tay nhanh em và chia sẻ một chút về cái chiếc điện thoại này nha. Về thiết kế thì hai con y hệt nhau. Cá nhân mình thì thấy nó khá buồn cười là cái chỗ là cái con Plus này này, cái thân hình của nó to nhưng mà cái cụm camera này của nó bé, nó không được đem lại sự cân đối, bởi vì cái con nhỏ này thì cái camera sẽ gọi là hợp lý hơn. Còn cái này to thì camera phải to ra một tẹo, nó không là cái lưng của nó cảm giác trống, đúng không ạ? Và toàn bộ là hai con là giống hệt nhau về cái việc là khung viền sẽ làm từ nhôm, không thay đổi gì với điều đó cả. Đấy. Và cái bản Mỹ của mình thì loại bỏ khai SIM. Mình nhắc lại lần nữa anh em là Việt Nam không phải lo, bởi Việt Nam vẫn sẽ có khai SIM thôi. Ở đây thì màn hình của nó vẫn sẽ là màn hình Ceramic Shield, và chúng ta sẽ có là độ sáng của nó là 1200 nits. Hai con này thì màn hình các bạn sẽ thấy là nó tương tự như kiểu là mẫu iPhone 13. Nó không nâng cấp về những cái yếu tố màn hình giống như kiểu là iPhone 14 Pro và như Pro Max, nên thành ra là anh em sẽ không thể kỳ vọng điều gì cả. Ví dụ như ta sẽ không có tần số quét cao 120Hz mà vẫn sẽ chỉ có 60Hz vì xử lý của nó là A15. Con iPhone 14 Plus thì tại sao các bạn nên mua? Câu trả lời đây là chiếc điện thoại sẽ có pin tốt nhất. Và chính Apple nói như thế, và gọi là trước đây là để có pin khỏe các bạn phải mua dòng Pro Max. Còn bây giờ các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ hơn, các bạn sử dụng con Plus này, các bạn sẽ có thời lượng pin ngon. Anh em quan tâm iPhone 14 chính hãng hãy đăng ký nhận tin và chơi game để lấy cút giảm giá khi lên đời tại 7S nha. Và 7S là chuỗi cửa hàng đại lý ủy quyền Apple với gần 100 cửa hàng khắp cả nước, nên lúc nào sẽ có đủ màu sắc cũng như là phiên bản anh em lựa chọn nha. Ngoài ra thì cái màn hình này của nó cũng chính là cái điều giá trị, bởi vì cái con này là chúng ta sẽ có màn hình là 6.1 inch, con này là màn hình 6.7 inch, là tức nghĩa là nó tương tự như là mấy cái con Pro Max kia. Thì có phải là các bạn sẽ có được cái màn hình xem video sướng ở đâu? Và đây chính là cái đoạn video mà thử cái chế độ chống rung Action Mode, thì nó sẽ có khả năng chống rung giống như cái con 14 thường mà mình đã trên tay cho anh em và đã nói về nó rồi. Đây, các bạn nhìn thấy đây là video bình thường thì nó sẽ rung bần bật như thế này này. Đó. Còn nếu mà video bật cái Action Mode chống rung thì nó sẽ mượt và nó tuyệt vời như thế này, nhưng hình ảnh bị crop lại và sẽ quay thiếu sáng kém hơn, bệt hơn, ít chi tiết hơn. Các bạn xem bài trên tay cái con thường nhá, mình đã nói kỹ về cái đấy rồi. Và các cái hình ảnh ở đây là đã được quay chụp trực tiếp từ cái con điện thoại này. Tất cả là hình ảnh hàng real luôn các bạn, không phải là hàng Photoshop chỉnh sửa gì đâu. Ủa, hình như là cái này, đúng rồi, cái này là Cinematic. Đây là Cinematic, lần này nó đã quay được ở 4K 30 và 24 FPS. Đó, anh em thấy hình ảnh chụp này đã chưa? Những con này thì sẽ đều có sự nâng cấp về cảm biến camera nha các bạn. Cụ thể là nó vẫn có độ phân giải 12 megapixel, nhưng cảm biến của nó kích thước lớn hơn, trực chiếu sáng ngon hơn, đặc biệt là khả năng lấy nét mọi thứ được cải thiện một cách rõ rệt, giúp cho chúng ta có thể quay phim chụp hình ngon hơn trên những chiếc máy này. Và mình đã nói về hai cái tính năng mà lần trước đã từng nói rồi, ví dụ như là các bạn sẽ có emergency SOS, ví dụ như là khi mà ô tô mà bị va đụng tai nạn thì nó sẽ báo về cái số báo trước này, rồi có khả năng liên hệ với vệ tinh. Nhưng hai tính năng này sẽ hoạt động ở thị trường Mỹ, và ví dụ như là cả cái liên hệ vệ tinh là ở thêm thị trường Canada, vì thế này ở Việt Nam ta thì nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Tóm lại thì đây là một chiếc điện thoại mà mình khuyên là những anh em nào mà đang cầm một chiếc iPhone to pin khỏe mà không muốn dùng Pro và Pro Max bởi vì nó quá nặng. Bởi vì sao? Con này nó nhẹ hơn hẳn vì viền của nó làm từ nhôm thôi các bạn ạ. Và các bạn có màn hình lớn giải trí xem phim, giữ mức giá hợp lý thì nên mua con này nhá. Và các bạn thích đừng quên like, share, bè hay là bạn các video sau.